mời các bạn ăn chân chân gà nướng nha. Ăn chân gà nướng quên bánh nướng cá. Ăn tạm trước cái chân. Ngon lắm các bạn. Mấy bạn ơi, thôi ăn không? Ăn không? Không ăn. Xin đưa ngươi sôi rót phết kìa. Cho người xương nữa rồi à? Tí học. Yeah. Bye bye.